Dạ rồi, em Tuyết xin mến chào anh chị nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh chuyên xe rù và phun thuốc hàng Nhật Bãi bên cửa hàng nhà em Tuyết. Thì đầu video thì em Tuyết cũng chúc cho anh chị mình thật nhiều sức khỏe ha. Thì hôm nay cửa hàng em mới dọn được con xe rùa hai cầu bốn bánh này nha. Em lên cho anh chị mình xem và tham khảo ha. Con này thì nói chung là nước sơn thì em Tuyết đã có sơn lại rồi ha. Còn cầu số máy móc là bao cho anh chị mình nguyên rin luôn nha. Đó, sơn lại một cái màu xanh rất là dễ thương và đẹp ha. Con này là hai cầu bốn bánh nha anh chị nha, lái càng ha. Con này là không có ben. Đó thì bánh lớp của nó rất là đẹp nè. Đó, bánh lớp rất là đẹp ha. Có vài một cái chỗ răng nứt này thôi thì nó không có thành vấn đề nha anh chị. Tại vì nói chung là lớp Nhật Bãi thì đôi khi nó cũng có hơi răng nứt ha. Mà nó rất là, nó có một cái lớp bố rất là chắc ha. Đó, nó nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó chắc hơn cái bánh mới rất là nhiều. Cái này gà vi sai nè. Đây là vi sai ha. Cái này là thắng chân. Đó, mình đi nó rất là thuận tiện nha anh chị nha. Đó, và cái dòng lái càng như thế này thì tiền nó phù hợp cho anh chị mình, nó giá nó rẻ ha. Còn những cái con lái vô lăng thì giá nó tương đối là cao. Đó, thì con này đi đầu Kubota OHV ha, GH170 nha. Đó, máy móc là bao nguyên rin ha, màu xanh rất là đẹp luôn, màu xanh tượng trưng cho Kubota. Đó, có thông số sườn gì chỗ đây nữa ha. Cái thùng này là em Tuyết đã đóng lại rồi nha. Thùng này là bên cửa hàng em đã đóng lại rồi ha. Thùng này nó ngang mét 2. Ngang mét 2, dài mét 7 anh chị. Dài mét 7, mét 8 ha. Thùng đóng rồi nó rất là cao nè. Thường cái thùng rin thì nó thấp. Còn cái thùng này rất là sâu và cao ha. Con này tải trọng nó 500kg nha. Về mình chở 700-800kg là vô tư anh chị ha. Đó, con này là có đề luôn ha. Em chưa có bỏ bình nha. Đó, em chưa có bỏ bình. Anh chị nào mua là em sẽ bỏ bình test cho anh chị mình xem luôn ha. Con này đi bánh sau bánh ú, bánh khá tương đối đẹp ha. Những con lái càng này gì anh chị mình về mua, về mình chở trái cây, phân bón rồi thì rất là ok ha. Lái càng thì mình đi trong cái đường mà nói chung hơi lầy hơi sình cũng đi nó rất là mạnh. Đường đồi dốc thì không nói nữa ha. Đường đồi dốc thì bao cho anh chị mình đi đồi dốc luôn nha. Anh chị xem kênh yêu thương em Tuyết thì cho em Tuyết một nút đăng ký kênh nha. Địa chỉ em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại em là 0835 585879 ha. Đó, số con này là 3 tiếng một lùi nha anh chị nha. Con xe rất là liền lạc ha. Rồi bây giờ em Tuyết sẽ test máy cho anh chị mình xem nha. Cầu số rất là lực ha. Đó, những con lái càng này thì mình rất là dễ chạy, nhỏ gọn nữa. Còn lái vô lăng thì nó khá là to. Đó, thì anh chị nào mà mình cảm thấy phù hợp với công việc của mình thì chốt ủng hộ em Tuyết ha. Máy móc em ru ha. Rồi anh chị nào quan tâm liên hệ em Tuyết nha. Rồi em Tuyết xin kết thúc video ở đây ha. Chúc anh chị mình một cái ngày làm việc thật là đạt kết quả thật là tốt nha. Hẹn gặp anh chị mình ở cái video tiếp theo ạ.